rồi ơi, mình vừa chứng kiến cái cảnh gì nha các bạn ơi. Ôi ơi, nếu mà các bạn thấy quá là dữ dội thì hãy bình luận là kinh quá anh ơi nha. Hôm nay là bắt đầu sinh tồn trong cái thế giới này luôn á nha, xem như thế nào. Wow. Quay trở lại với kênh YouTube của Vinh các bạn ơi, và mình là Vinh đây. Yo, rồi hôm nay là như là các bạn đang thấy hiện tại á, thì xung quanh mình á toàn là dân làng không nè. Các bạn còn nhớ cái thế giới mà toàn là dân làng hay không nha? Đặc biệt trong video ngày hôm nay là mình sẽ làm cái gì biết không? Là mình sẽ sinh tồn trong một cái thế giới mà dân làng vô hạn luôn nha các bạn ơi. Trời mày kết thôi. Đi đâu cũng gặp dân làng, không biết là sinh tồn kiểu gì đây. Ôi mới vô là đập vô mặt mình là rất là nhiều gỗ luôn á. Mình sẽ đập vào nhà của dân làng để lấy gỗ nha các bạn. Đây là một cái ý tưởng quá là bá đạo khi mà dùng cả những cái ngôi nhà của mấy bác dân làng á đi sinh tồn các bạn ơi. Không biết là mấy bác dân làng này có chửi mình hay không nữa. Cho em xin lỗi mấy bác dân làng ơi, thật sự là mấy bác dân làng ở đây rất là nhiều gỗ luôn á. Trời ơi các bạn ơi, mình vừa đập cái gỗ này, sau đó mình thấy một cái bác dân làng đang ở dưới đang làm cái gì nữa nè. Cho em xin lỗi nha bác ơi. Ok, và trước khi mà tiếp tục vào video thì các bạn nhớ ấn like video này, like và đăng ký kênh thì các bạn sẽ gia nhập được cộng đồng fan của Vinh nha các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào video nào. Ui, ở đây là vừa vô là cà rốt ở đây nè. Ủa sao cà rốt nó lại rơi ở đây? Vậy là coi như là ở đây, vậy là coi như á, nếu mà các bạn ở đây á, sinh sống ở đây thì sẽ không lo thiếu thốn thực phẩm đâu. Không lo thiếu thốn thức ăn đâu các bạn ơi. Tại vì ở đây lúa trời đời, lúa đi đâu cũng gặp lúa, rồi cà rốt các kiểu gì nè. Ui ô, cái ông này ông đang làm gì vậy? Chưa để mình kiểm tra coi. Ôi, công nhận là mấy ông này ông sống ở đây cũng rất là nguy hiểm luôn á. Lỡ mai mà té xuống dưới thì không biết là còn đường sống nữa hay không nữa các bạn ơi. Dạ bây giờ là mình sẽ đi đâu vậy ta? Nãy giờ không biết là tôi đang làm cái gì luôn đó anh em ơi. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, con cừu nó đứng ở trên cái nóc nhà cái gì kìa. Rồi mấy cái con động vật này riết bây giờ là nó tiến quá hết trơn rồi các bạn ơi. Nó đứng ở trên nóc nhà nó nhảy hay gì á. Mấy cái con này bây giờ là nó không còn đứng ở trên đất nữa. Rồi giờ là chúng ta sẽ lợi, đúng rồi, ừ hé quên, mình sẽ lợi nhà mấy bác thợ rèn mình lấy đồ. Đâu rồi, bình thường á nhà mấy bác thợ rèn ở đây rất là nhiều luôn á. Ủa phải nhà này không ta? Ủa phải nhà này không? Không phải các bạn ơi. Ôi trời, làm sao đi xuống bây giờ? À đúng rồi, đi xuống cẩn thận thôi nha các bạn ơi. Nếu mà không cẩn thận á là té là chỉ có nước là dập mặt luôn á. Rồi, mình sẽ có mấy cái quả củ dền nè, để coi mình kiếm nhà thợ rèn đâu ta. Sao ở đây nhiều nhà mà không có nhà nào có bác thợ rèn hết trơn vậy? Ok, bây giờ là mình sẽ cần một ít mấy cái lông cừu để mình chế tạo cái giường nha các bạn ơi. Ok, chế tạo cây giường. Chế tạo cây giường để ban đêm là mình sẽ không còn sợ để mấy cái con zombie nó cắn mình nữa. Ủa, ở đây có một bác dân làng đang đứng ở đây làm gì nè các bạn? Ủa, hôm nay là bác dân làng có một cái mái tóc quá là đẹp luôn á mà. Đẹp cái con khỉ nè, đầu tao có một cái cọng tóc nào đâu mà đẹp với chả đẹp nữa hả? Em nói chơi thôi mà. Úi giời, em nói chơi thôi mà, không có gì đâu anh ơi. Đừng có giận em nha. Trời, tôi mình chọc ổng có một xíu thôi mà ổng quạo như vậy đó các bạn. Trời ơi, cái con người mà hay nóng giận quá. Ủa hình như là trời tối rồi thì phải. Thôi đi ngủ cho chắc. Cái gì? Bạn chỉ có thể ngủ vào buổi tối. Trời nghe là trời không tối rồi, vậy là trời nào? Ê, chưa cho mình ngủ đây nè các bạn. Rồi giờ này là ngủ được rồi đó. Cái gì? Bạn không thể nghỉ ngơi bây giờ, có quái vật đang ở gần. Đâu? Quái vật đâu? À, ý là cái con này đó hả? Cái con này mà quái vật gì trời? Các bạn ơi, nè, bạn không thể nghỉ ngơi bây giờ, có quái vật đang ở gần. Cái giường nó không cho mình ngủ. Cái con này là quái vật hả? Trời ơi, mày hãy trả lời đi, mày là con quái vật gì? Chưa bắt giới hả? Hả? Hình như là cái con này nè. À, mày chính là quái vật.
không cho ta ngủ, không cho ta ngủ, không cho ta ngủ nè. Rồi, giờ mình nghĩ là lúc này là chúng ta sẽ ngủ được rồi đó. Ủa? Ủa? Ủa thiệt luôn hả? Ủa gì là cái con heo này nó là quái vật đấy các bạn, quái vật đấy. Trời ơi, giờ tôi mới biết là cái con heo thì ra là cái con quái vật. Ủa, cái này là nhà thổ rèn mà. Nãy giờ đi lang thang, ngỡ gặp cái con heo nữa rồi. Ủa, cái con gì? Ở phía bên kia có một cái con zombie con. Nó đang cắn cái con dân làng kìa các bạn ơi. Trời, mình phải giải cứu, kìa. À, mày phải không? Mày, trời. Đừng lo mấy bác ơi. Oh my god. Trời ơi, mình không ngờ là giữa cái thế giới này có một cái con zombie con, hình như là một cái con zombie dân làng đó bạn. Nhưng mà nó bị cái gì đó. Ôi trời ơi. Ôi, gì vậy trời? Ủa các bạn ơi. Ủa, hello. Ủa cái ông này ông bị gì vậy ta? Trời, ổng bị mắc kẹt các bạn ơi. Thôi ở đó luôn đi ông ơi. Để mình nhốt ổng luôn nha các bạn ơi. Nè. Rồi, ở đó luôn đi. Các bạn có thấy mình thông minh không? Rồi, hình như ở dưới đây có quái vật hay gì ấy. Ủa hay là cái ông nào ổng bị kẹt ở dưới đây này các bạn? Một ông thì bị nhốt ở đây, một ông thì bị nhốt ở đây. Rồi đi ra đi, tôi đập cho ông cái cột phía trên này đó, nếu mà không đi ra được thì ở đó luôn đi. Thôi ở đó luôn đi, để mình cho ông ở đó luôn nha. Thôi kệ đi, mình cho hai ông ở đây đi cho vui. Ôi không biết là cái con còn cái con zombie nào hay không nữa. Trời ơi, một ông đang đứng ở đây, một ông đang đứng ở đây, đang nói chuyện với nhau. Ôi trời ơi, hình như là hai ông này đang yêu nhau hay gì á. Ôi, hình như là cái ngôi nhà này phải không? À đúng rồi các bạn ơi, cuối cùng là tôi đã tìm ra được cái. Oh my god. Wow. Oh my god. Wow. Kim cương, kiếm sắt, sắt, một cái giày ngon lành, có cả kim cương luôn nè, quá là ngon lành luôn ấy nhờ. Rồi quá là ngon lành thì các bạn ấn like video này liền nha các bạn. Trời ơi, ôi từ, rồi nếu mà ở đây á mà cháy nhà một cái là không biết đường mà dập tắt đâu. Chưa. Ủa sao ở đây mà có lửa vậy trời? Khoan, để mình giải cứu. Ủa nhưng mà bây giờ là mình không đủ những cái block này để mình bật lên. Các bạn từ nha, mình sẽ chữa cháy cho mấy bác dân làng mới được. Từ nha. Đúng rồi, mình biết cách này, mấy bác ơi, chờ em, em sẽ giải cứu. Rồi đi thôi. Cố gắng lên, cố gắng lên các bạn ơi. Giờ chúng ta sẽ bây giờ là tới cái trường hợp bị cháy nhà. Rồi, mình sẽ chữa cháy. Ôi, ở đây có nước không? Rồi, đi lên. Lẹ, gấp. Ôi. Ôi, sao mà cháy hoài vậy? Dập tắt lửa. Khẩn trương. Rồi. Ôi may quá. Mình vừa cứu một mạng người nè. Ôi từ nha. Căng thẳng quá luôn rồi. À thì ra là nguyên nhân. Cái này là nguyên nhân nè. Thì ra là mày. Mày bác gian làng ơi, đừng lo, có em ở đây rồi. Ôi trời ơi. Hết rồi các bạn ơi. Hết rồi. Ôi mình vừa cứu sống
cả một cái ngôi làng luôn á. Nếu mà không có mình ở đây á là cái ngôi làng này bị cháy nãy giờ luôn rồi. Rồi có ông nào cảm ơn tôi không nè? Ai, nếu mà có thấy trường hợp bị cháy thì chúng ta sẽ cần phải dập tắt lửa ngay nha các bạn, không thôi là rất là nguy hiểm luôn. Rồi lại một ông bị nhốt ở đây nữa rồi. Sao nãy giờ mình gặp ba ông bị nhốt luôn rồi đó. Trời ơi, không ngờ là khi mà ở đông dân như thế này bùng nổ dân số. Mình không hiểu tại sao mấy bác dân làng có thể bùng nổ dân số đến như vậy. Ủa đây có rừng. Wow, có kiếm. Ủa tính ra là nãy giờ mình có kiếm luôn rồi đó. Quên. À mình còn thiếu cái áo. Ủa mình còn thiếu cái áo giáp các bạn ơi. Mới có cái mũ với cái giày thôi mà. Ôi thiếu quá rồi. Còn cái gì nữa không ta? Giờ để mình kiếm thêm nha các bạn. Để mình đi một lát coi còn có nữa. Một ông này cũng bị nữa nè các bạn. Ôi trời đất ơi. Ủa sao hai ông này có thể nói chuyện được với nhau nè. Trời ơi. Ông không lo cứu đi mà còn nói chuyện nữa. Trời ơi, có ngôi làng này bị nguyền rủa rồi. Làm gì mà ở đây mà đông dữ vậy? Vậy, năm ông dân làng đang ở đây. Trời đất ơi, mấy ông này chắc là cũng nhiều chuyện dữ lắm ha. Ông kia thì nói là hôm qua tôi nằm mơ thấy cái con gì đấy. Trời ơi, tôi mệt mỏi mấy ông này quá rồi. Chắc là ở một ngày xong rồi là chắc mình chạy khỏi luôn quá. Lâu lâu người ta tới tham quan cái ngôi làng này, mà mấy bác dân làng này sống kiểu này làm sao mà cho tôi dám tham quan nữa các bạn ơi. Coi nè, cái khung cảnh coi nè. Ôm ơi, công nhận là khủng khiếp thực sự luôn á. Đứng giữa mênh mông giữa cái ngôi làng này, và mình cũng không rõ là tại sao cái con cừu này nó có thể leo lên đây được nữa. Không hiểu luôn á. Tính ra là không có đường lên luôn mà sao cái con này lên được vậy. Con cừu ngoài hành tinh rồi. Cừu ngoài hành tinh nè. Mình phải diệt chủng nó liền các bạn. Trời ơi, bạn nào đã xem đến đây thì các bạn nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Ui, ở đây có một nguyên vũng nước rất là to luôn nè các bạn. Để mình nhảy xuống coi. Không ngờ là chỗ này có một cái vũng nước rất là to luôn. Dường như là không có chuyện gì xảy ra. Ui, có cả con mực nữa nè. Ui, tôi tưởng đâu là ở ngôi làng này không có nuôi mực chứ. Rồi còn có một con sinh sống hay sao á, để mình kiểm tra. Ủa gì là còn một con nè. Nếu mà con này chết thì chắc là tiệt chủng loài mực luôn quá. Shop winmc.vn, shop bán hạt game Free Fire giá rẻ uy tín, hàng loạt vòng quay hấp dẫn và các bạn có cơ hội trúng 9999 kim cương. Hiện tại shop của mình đã có chương trình khuyến mãi 20% giá trị các thẻ nạp từ ngày 9 cho đến ngày 20. Nhanh tay lên nào, hãy đến với shop winmc.vn. Ok, và hôm nay là mình đã tham quan lại cái ngôi làng vô tận. Đi đến đâu cũng là gặp ngôi làng. Nếu mà các bạn nào đã xem video này đến đây thì hãy bình luận là đã xem hết nha. Ok, và các bạn nhớ ấn like video này, like và đăng ký thật là nhiều, like nhiều luôn nha. Và bye bye các bạn nha. Và chúc cho các bạn có một ngày tốt lành, một ngày cực kỳ là may mắn nha. Bye bye ông dân làng nha. Bye bye mọi người.